Các bạn nào muốn có thật là nhiều con Huy để sở hữu cho mình những bộ skin VIP, hãy gia nhập vào ngay shop toplowkey.com. Khi mà chúng ta tạo tài khoản mới vào trong đây sẽ nhận quà con Huy lên tới 419 con Huy, hoàn toàn free luôn các bạn nhé. Và có rất là nhiều danh mục trò chơi để chúng ta nhận được phần thưởng cực kỳ hấp dẫn này. Đường link của shop thì mình sẽ để phía bên dưới để chúng ta vào vui chơi và nhận rất là nhiều phần thưởng cực kỳ ngon và cực kỳ hấp dẫn luôn nhá. Hello, xin chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhá. Chúc tất cả bạn có một ngày mới thật là vui vẻ này, tràn đầy sức khỏe bạn nhá. Trong video này mình sẽ đưa tới cho tất cả bạn sự kiện mới để chúng ta chơi này và chúng ta nhận quà nhá. Sắp tới thì chúng ta cũng có sự kiện World Cup rồi, không biết là bên Liên Quân có tặng các phần quà gì tới cho tất cả các bạn hay là không. Đó nên là chúng ta cùng chờ nhá. Và vào World Cup ấy, các bạn sẽ được giảm giá skin. Đó, ví dụ như là skin Oma giáo viên thể hình này, thì mấy bộ skin đó các bạn mua chỉ với giá là 69 con Huy thôi. Trong video trước mình cũng có đưa đến cho tất cả bạn những cái sự kiện mới trong tháng 11, nên là bạn nào chưa xem thì nhớ là xem video trước của mình để chúng ta biết được những cái sự kiện mới trong tháng các bạn nhá. Rồi, và tiếp theo thì ngày hôm nay mình thấy là chúng ta có ngay một sự kiện bắt đầu từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11. Đó chính là các bạn sẽ đặt trước và nhận quà hoàn toàn free. Đây, đầu tiên là các bạn sẽ nhận ngay skin chưa sở hữu lên tới bậc S này. Và tuần lễ học đường cũng nhận ngay skin chưa sở hữu lên tới bậc S luôn các bạn nhá. Rất là ngon. Vậy là đây, ngày 14 đến ngày 18 các bạn sẽ đặt trước và ngày 19 đến ngày 21 các bạn sẽ được nhận free nhá. Đầu tiên thì chúng ta vào trong đây bạn sẽ nhận một huy hiệu chứng nhận đặt trước đã các bạn nhá. Đây chúng ta nhận trước này. Đó các bạn nhớ là nhận cái này trước nhá. Tiếp theo đó chính là nhận ngay skin chưa sở hữu lên tới bậc S vào ngày 19 đến ngày 21 tháng 11. Các bạn sẽ nhận được dương skin hoàn toàn miễn phí nhá. Bên Liên Quân tặng free toàn server luôn. Thì trong dương này có gì? Thì các bạn nhớ này, dương này các bạn sẽ nhận trang phục chưa sở hữu hoặc là dương chưa sở hữu sơ cấp các bạn nhá. Thì trong đây chúng ta có các skin bậc A hữu hạn này, cũng có nhiều skin bậc A hữu hạn mình chưa có tại vì mình cũng mới quay lại chơi game gần đây thôi. Đó, đây có ví dụ như là A hữu hạn, mấy skin A hữu hạn mình chưa có đây. Hoặc là chúng ta sẽ có dương skin chưa sở hữu sơ cấp các bạn nhá. Dương này thì chúng ta có trang phục chưa sở hữu này, hoặc là dương chưa sở hữu trung cấp. Nói chung là cũng khá là ngon. Và mình thấy trong dương này ở ngoài banner ấy, ở ngoài banner ở Liên Quân, khi mà các bạn vào game thì chúng ta thấy có Morat thần tượng học đường này các kiểu, đúng không? Skin đó theo mình thấy là cũng khá là được và khá là đẹp. Và nào đang xem thì nhớ là chúng ta vào chúng ta đặt trước đi nhá. Vào ngày 19 đến ngày 21 chúng ta chỉ cần vào chúng ta nhận các phần quà này thôi. Đó. Và tiếp theo nhiều bạn hỏi mình ấy là sự kiện đây, chúng ta cũng có chơi game tháng 11 này. Nhiều bạn hỏi mình là sự kiện Black Friday ấy thì sẽ diễn ra vào ngày bao nhiêu. Thì mình thấy là sự kiện đó sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 11. Thì không biết là bên server chúng ta sẽ mở như thế nào. Chứ bên server bên đây mình có qua bên server Thái Lan các bạn nhé. Thì bên này cũng đã mở sự kiện đó. Mình nhìn thấy là cũng khá là hấp dẫn, giảm giá trang phục cũng khá là nhiều. Mình cũng có chơi cho tất cả bạn xem rồi. Đây mình cho mình vào bên server Thái Lan cho bạn xem nhé. Đó thì các bạn nào mà đang xem thì chúng ta có thể tìm từ khóa tên là Black Friday. Thì ngày này sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 11. Tất nhiên là các bạn sẽ không bỏ lỡ được rồi. Bên này thì được tặng một cho năm skin khá là ngon này. Và một sự kiện nữa vào ngày Black Friday, bên đây tổ chức sớm hơn so với server chúng ta đây các bạn. Đó, chúng ta có các dương này, dương bạc và dương vàng này. Thì khi mà chúng ta mở dương bạc hoặc là dương vàng ấy thì các bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên nhá. Ngẫu nhiên các phần quà trong đây có thẻ thử này, thẻ thử tướng này, thẻ thử tướng hoặc là chúng ta trung tướng skin luôn. Kèm theo thì các bạn cứ mở là các bạn sẽ nhận thêm được tặng vàng này các bạn nhá. Đó, trong đây thì mình thấy là có skin Violet Huyết Ma Thần khá là xịn luôn. Kèm theo thì khi mà chúng ta nhận vàng thì các bạn sẽ đổi sang các bộ skin ở trong cửa hàng như thế này. Đó, theo mình là sắp tới bên Liên Quân cũng sẽ cập nhật sự kiện này vào bên server chúng ta cho chúng ta chơi thôi vào ngày 25 tháng 11 đấy. Nên là bạn nào đang xem thì chúng ta nếu mà tò mò thì lại tìm trong video trước mình có hết xem và hướng dẫn chi tiết cho tất cả bạn luôn rồi nhá. Rồi ok, thì đó là những thứ mới mình muốn đưa tới cho tất cả bạn trong video này. Hy vọng là bạn đang xem thì nhớ like, đăng ký kênh và chuông ủng hộ cho mình nhá. Bên này thì chúng ta có một vòng quay huy hiệu mới. Đây, ui, bên này có mấy vòng quay nhìn hay và thú vị thế nhở.
Vòng quay này thì chúng ta có khá là nhiều skin, nhìn cũng khá là đường, kèm theo huy hiệu mà có hình cái súng này các bạn. Rồi, để mình xem không biết là chúng ta có đổi quà gì không. À, và bên này thì chúng ta có vòng quay kho báu, rất là nhiều skin luôn. Hình thấy là bên này khá là nhiều skin luôn các bạn nhá. Đổi đáo quý thì sao, đổi đáo quý thì hơi cùi, nhưng mà quay ở ngoài đây thì skin nó khá là nhiều và khá là ngon, khá xịn đấy các bạn. Phải gọi là ok, xịn sò con bò đấy. Và đây là đồ huy hiệu này. Đây mình xem bên này đồ huy hiệu có gì ngon hay là không nhá. À, huy hiệu thì cũng vài skin, nếu mà so với server chúng ta thì bình thường. Đây, ở đây thì chúng ta có đổi huy hiệu này. Huy hiệu nhìn khá là xịn, tô len tân thần hoàng kim rồi là cũng không cái kiểu Modat siêu việt 2.0 này, xịn nhở. Rồi, thì video mình cũng kết thúc tại đây thôi. Hy vọng là bạn đang xem, nhớ like, đăng ký kênh giúp mình nhá. Cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại tất cả bạn.